Xin chào các anh em đã quay trở lại với Cà Phê Nhân Phẩm. Và những ngày vừa qua thì mình đã cung cấp cho anh em một số đội hình khá anti-meta và hơi khác so với phần đa số ở thời điểm hiện tại một chút. Nào là đội hình cơ giáp hủy diệt với những quân cờ về late game vô cùng mạnh, đội hình 6 tiên phong vô cùng châu chó và cục xúc với 1.000 giáp cộng thêm. Và tất nhiên, bên cạnh những lời cảm ơn cũng như vận dụng thành công của anh em thì đâu đó vẫn có những bạn cho rằng những đội hình này vẫn còn có những đặc điểm này nọ. Kiểu như bộ cờ tiên phong thì chỉ cần Yana vào là giải quyết vấn đề chẳng hạn. Vâng, điều đó không sai. Tuy nhiên thì anh em cần phải hiểu rằng bộ môn đấu trường chân lý này nôm na cũng giống như trò chơi oản tù tì, búa kéo dao. Khi chẳng có cái nào là mạnh nhất và sẽ luôn tồn tại những nhược điểm nhất định ở tất cả các bộ đội hình, bao gồm cả meta hay là anti-meta. Thậm chí nhược điểm còn nằm ở chính các bạn. Liệu rằng các bạn có biết xoay chuyển đội hình hợp lý hay chưa? Có biết vận dụng những trang bị dù rơi ra đồ tốt hay xấu hay chưa, hoặc là vẫn cứ dập khuôn y như sách giáo khoa, vân vân và mây mây. Mình, Cà Phê Nhân Phẩm ở đây để mang đến cho các bạn những nội dung, những lối chơi cả cũ, cả mới, cả hợp thời lẫn dị biệt, để anh em tiếp tục thỏa chí sáng tạo và khiến cho trò chơi bớt nhàm chán hơn, mà vốn dĩ nó đã bắt đầu nhạt dần trong vài phiên bản trở lại đây. Thế nên giữa việc chọn cách spam vài đội hình cũ kỹ để leo danh và việc thử thách kỹ năng cá nhân của bản thân với những đội hình mới hay không thì đó là lựa chọn của anh em nha. Ok, đến với chủ đề chính ngày hôm nay. Tên kênh là gì anh em nhỉ? Là Cà Phê Nhân Phẩm đúng không ạ? Vậy thì hãy cùng mình đến với một đội hình cứ như kiểu nhiệm vụ bất khả thi khi mà Tom Cruise thủ vai chính. Một đội hình thử thách giới hạn nhân phẩm của anh em tới đâu trong trò chơi này. Đảm bảo với các bạn là nếu áp dụng thành công thì con đường có gấu của anh em sẽ không còn xa nữa đâu ạ. Vâng, đó chính là đội hình Exodia với toàn những tướng 5 tiền. Cùng đi và tìm hiểu ngay thôi nào. Đầu tiên thì hãy cùng mình đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại có bộ cờ này nha. Thực ra lý do cũng rất đơn giản thôi. Để chơi một đội cờ gồm hầu hết những quân 5 tiền thì nó sẽ là sự tổng hòa của các kỹ thuật cao nhất từ người chơi, bao gồm cả kỹ năng phối đồ, sử dụng đội hình nào để giữ máu đầu trận, cách xoay đội hình giữa trận, cách tạo chuỗi, làm kinh tế, vân vân và mây mây. Bởi mục tiêu của chúng ta sẽ là đẩy lên chest 9 nhanh nhất có thể mà không để toang từ quá sớm, nhằm có thể comeback ngoạn mục về sau nhờ dàn cờ vô cùng chất lượng với giá tiền cao nhất của trò chơi. Và may sao ở phiên bản này có hai điều kiện gián tiếp giúp bạn thực hiện điều này dễ dàng hơn. Đó là cứ buff cho hai quân cờ không tặc là Grave và Darius. Thông tin về đợt buff này mình có hiển thị trên màn hình cho anh em nào nếu đã quên sẽ nhanh chóng ôn lại. Đồng thời xuất hiện thiên hà mới mang tên Hành Tinh Không Tặc. Ở thiên hà này thì mọi tướng đều có tỷ lệ rơi ra một đồng vàng khi chết, đặc biệt là những quân cờ nằm xuống đầu tiên. Với đặc tính thú vị này, cùng với việc không tặc sẽ cho tỷ lệ rơi ra vàng khi hạ gục mục tiêu, bạn sẽ có một buff tổng rất mạnh trong việc gia tăng kinh tế, qua đó dùng vàng để up chest và lên cấp 9, cấp độ cao nhất một cách nhanh nhất. Lúc này với tỷ lệ tướng 5 vàng là 15%, đồng thời dẫn trước cấp độ so với đối thủ, anh em sẽ có cơ hội cao hơn tìm được các quân cờ chất lượng về riêng cho mình. À, ngoài lề một chút, nếu anh em nào chưa hiểu vì sao bộ cờ này lại mang tên là Exodia, thì cụm từ này xuất phát từ ông tổ của bộ môn bài ma thuật Yugi. Đây là tên của một vị thần được kích hoạt khi có đủ 5 lá bài, bao gồm đầu, hai tay và hai chân bị xích. Nó mạnh đến mức trong Yugi có một lá bài phép thuật mô tả nghi lễ triệu hồi Exodia. Và rồi sau này, cụm từ Exodia được phổ biến như một cách ám chỉ những gì quá mạnh, quá khủng khiếp, quá bá đạo và gần như không thể bị ngăn cản. Bộ bài này là một ví dụ như vậy. Ok, thế Exodia trong đấu trường chân lý sẽ gồm những quân cờ nào đây? Tại các tên cơ bản mà bạn cần phải tìm kiếm sẽ bao gồm Rakan, Nico, Fist, Soraka, Aurelioson, Echo, Ugot, Yana và Lulu. Trong đó tốt nhất là Aurelioson sẽ có món đồ hộ vệ hợp thành từ sẻng vàng và đai lưng. Như vậy chúng ta sẽ có 4 hộ vệ, 2 vũ trụ, 2 mật thám, 2 bí ẩn, 3 vệ binh tinh tú, 1 thánh mẫu và 1 mẫu hạm. Trong trường hợp không có được món đồ hộ vệ thì anh em hãy chơi 4 hộ vệ như cách mình đang làm trên video, tức là cho Xin Giao vào, đồng thời đẩy Aurelioson lẫn Echo hoặc Fist xuống sân chờ, đem Thresh lên sân để nó kéo những đơn vị chất lượng lên sàn đấu cho bạn. Như vậy thì anh em sẽ có 3 vũ trụ, nên nếu kiếm thêm một món vũ trụ nữa thay vì hộ vệ thì cũng khá là ok. Nhìn chung đội hình này sẽ mắc ping khi có sẻng vàng kết hợp hộ vệ hoặc vũ trụ.
Còn không thì cứ như trên màn hình đang chơi cũng khá là mạnh rồi anh em ạ. Phần đội hình đã rõ, thế đâu sẽ là những cái tên mà các bạn cần cho đồ vào đây. Về cơ bản thì đội hình này không quá quan trọng về đồ, do các quân cờ vốn phẩm chất đã tốt rồi. Tuy nhiên cũng cần lưu ý một số điều sau đây. Bạn sẽ luôn trong trạng thái để dư ra một cái đai lưng hoặc vỏ sò, để sau này đánh quái hay đi chợ lượm được sẻng thì sẽ lắp vào thành hộ vệ hay vũ trụ. Hộ vệ thì sẽ lắp vào Aurelio Sol, còn vũ trụ thì con nào cũng được. Aurelio Sol nên cho thêm một cái quỷ thư Morello. Điều này giúp cho bầy ruồi của hắn ta không chỉ hút mana mà còn đốt máu kẻ địch và ngăn chúng hồi phục rất tốt. Yana đóng vai trò là nguồn khống chế diện rộng trong đội hình Velez. Thế nên bạn cần trang bị ít nhất cô nàng một món tăng mana để Yana tung chiêu sớm hơn, hay càng nhiều trang bị như vậy càng tốt. Bởi bản chất team bạn vẫn sẽ là sát thương theo thời gian. Bùa xanh, Sojin, cốc sức mạnh sẽ là những món đồ tốt nhất để anh em có thể nghĩ tới. Về cơ bản thì dàn hậu vệ của anh em sẽ đóng vai trò chống chịu hàng trên. Ở đây thì mình chọn Nico bởi cái giá 3 vàng của nó khá là ổn định trong giai đoạn giữa trận. Ngoài ra thì anh em cũng có thể lựa chọn Xin Zhao hoặc Rakan cũng được, nhưng vẫn nên là Nico. Sau đó thì các trang bị câu giờ như áo choàng tĩnh lặng hay còn gọi là máy chiếu, giáp thiên thần, giáp máu, vuốt rồng, giáp gai, nỏ sét, thông đạo Zeroth sẽ là những trang bị thích hợp cho cô nàng hộ vệ, vệ binh tinh tú của chúng ta. Các trang bị còn dư thì anh em sẽ ưu tiên cho Ugot, bởi đây là một quân cờ có khả năng kết liễu đơn mục tiêu mạnh. Tốt nhất là để đỡ tốn slot thì cứ găng đạo tặc như mình là ok. Thực ra găng đạo tặc cũng là món mà anh em nên ưu tiên, bởi tăng tỷ lệ né tránh cũng đồng nghĩa với cơ hội câu giờ được lâu hơn cho mọi người xả sát thương. Ok, nhìn chung là anh em cứ linh hoạt đồ mà phối. Kỹ năng này thì anh em cao bao nhiêu thì khả năng lọt top của các bạn tăng bấy nhiêu. Còn về xét đội hình thì cũng không quá khó khăn lắm. Anh em hãy đẩy Aurelio Sol vào góc, nơi mà con rồng miễn nhiễm với cú kéo tựa Blitzcrank. Soraka ở góc còn lại, Yana vào trung tâm hàng dưới, Fizz và Echo để ở góc nhằm nhảy vào chủ lực đối thủ sớm nhất có thể. Nico thì sẽ ở hàng trên cùng, Ugot và Lulu ở hàng 3, và Lulu sẽ đóng vai trò bảo vệ tên đồ tể này được tốt hơn. Còn không thì nếu thấy mấy ông nào muốn xếp kiểu đẹp như vị thần Exodia với một đầu, hai tay, hai chân, hai bên thì cứ xếp như thế này nhỉ. Được rồi, giờ đến phần quan trọng nhất, đó chính là thi triển đội hình này sao thật chuẩn xác đây. Đầu tiên thì như mình đã nói, việc up lên chest 9 cho bộ cờ này càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thế nên hãy bắt đầu sớm từ những bước đầu tiên, đó là triển khai đội hình làm kinh tế tốt ngay từ đầu trận. Bộ đôi không tặc Grave Darius là ưu tiên số 1 của mình trong tình huống này. Theo đó thì bạn hãy buff đồ cho Grave hoặc Darius tùy thuộc vào việc lượm được cái gì từ sớm. Ví dụ như trong trường hợp này, mình ưu tiên lấy được quỷ thư, vậy nên lựa chọn là buff vào Grave để nó bắn quả bom mù gây hiệu ứng vết thương sâu rất khó chịu. Tiếp theo đó, mình bỏ kèm một quân pháo thủ hàng dưới để kích luôn hai pháo, đồng thời kẹp thêm vài biến thể nữa để câu giờ bộ đôi không tặc, và thế là xong. Bằng cách này thì bạn vừa có thể kiếm được vàng từ không tặc, vừa cũng có thể có một bộ cờ không quá mạnh để khi chết đi đã nhận được vàng nếu chơi trên hành tinh không tặc. Anh em hãy để ý, mình rất ưu tiên việc chẵn tiền, bởi việc chẵn tiền được bao nhiêu thì bạn sẽ nhanh chóng có được lợi tức tốt bấy nhiêu, bất chấp cả việc trên bàn bạn chả có biến thể gì đi chăng nữa. Tầm giữa trận đấu là anh em phải nên có bát. Theo đó, bạn sẽ lắp các món đồ có thành phần từ nước mắt như cho Yana sau này và anh chàng bí ẩn này, để bát có thể nhanh chóng đẻ míp, bổ trợ nhanh cho việc up kinh nghiệm. Các bạn hãy để ý, ở các tầm round 2 đến 6, mình sẽ sẵn sàng bán thẳng cả Ezreal để lấy 40 tiền, hay round 2 đến 7 để bán Grave để có 50 tiền. Dù rằng những quân cờ đó trên bàn mình vẫn chỉ là 1 sao, bởi như mình đã nói, ưu tiên chẵn tiền ở giá trị cao nhất là lựa chọn hàng đầu. Mid game cũng là lúc bạn phải xoay đội hình này sao cho có thể tạm chơi được mà không mất quá nhiều máu với chuỗi thua, từ đó đẩy lợi tức Lushwick để up cấp. Theo đà đó, round 4 đến 5 khi chỉ còn 25 máu, đây là thời điểm rất then chốt quyết định trình độ của bạn, cũng như là cả nhân phẩm nữa. Bởi đây là lúc mà anh em sẽ phân vân giữa việc có đẩy chest 9 bằng vàng mà bỏ qua lợi tức hay tiếp tục bán máu hay không. Quyết định này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tình hình của trận đấu. Bộ cờ hiện tại của bạn trên bàn lẫn tương quan sức mạnh của đối thủ trên bàn cờ. Đó chúng ta sẽ phải trả lời những câu hỏi. Bạn sẽ comeback vào lúc nào?
bạn sẽ dùng tiền để up chest ra sao. Tất nhiên là sẽ có lúc anh em đi bụi sớm, có lúc anh em thành công. Bởi vì đây là Exodia mà, làm chủ được nó không hề đơn giản. Cụ thể trong tình huống này, mình sẽ đẩy lên chest 9 và bắt đầu xoay dần bộ cờ theo ý mong muốn. Vì không cứu được sảng nên mình nhanh chóng chuyển sang phương án B, tức sử dụng Thresh và xin giao, đồng thời đẩy roll nhẹ. Roll nhẹ ở đây tức là vẫn giữ lại lợi tức từ khoảng 10 đến 20 vàng nhằm tiếp tục có kinh tế để roll trong các đợt sau. Từ đó đẩy đội hình đúng theo ý mong muốn bằng các quân cờ tối thượng 5 vàng. Những trận thắng và chuỗi win sẽ trở lại với bạn. Tuy nhiên cũng đừng chủ quan, lượng máu thấp cũng rất dễ khiến cho bạn đi bụi trong bất kỳ tình huống nào. Hãy liên tục check cờ đối thủ, thay đổi vị trí các quân sao cho hợp lý và có các phương án backup cho giai đoạn siêu lết. Đối thủ chắc chắn sẽ phải thán phục khi nhìn thấy đội hình của bạn đấy ạ. Thế những ưu nhược điểm của bộ cờ này là gì? Ưu điểm là đã là Exodia thì chỉ có bá đạo mà thôi. Nhược điểm là ở kỹ năng của bạn và tất nhiên nhân phẩm của bạn nữa. Cơ mà cũng có một số lời khuyên cho anh em là hãy nên thử sức bộ cờ Exodia này khi rơi vào hành tinh không tặc. Ngoài ra dấu hiệu ra không tặc từ sớm cũng sẽ khá tốt cho bạn dám mạo hiểm với đội hình này khi mà meta đang bị spam rất chán hiện tại. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ đến mọi người về bộ cờ Exodia 5 vàng. Một thử thách không hề dễ dàng vượt qua cho những cờ thủ tay mơ trên đấu trường chân lý. Tuy nhiên đây là một trò chơi, và đã là trò chơi thì hãy để nó mang thuần tính giải trí. Hãy cố gắng biến điều bất khả thi thành khả thi. Khi đó kỹ năng của bạn sẽ nâng cao hơn rất nhiều với đội hình này. Còn bây giờ, để kết thúc video, mời anh em xem lại sức mạnh hủy diệt của Exodia, vì thần sức mạnh là như thế nào nha. Đừng quên để lại một like, share nếu bạn thích nội dung này, cũng như subscribe vẫn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sắp tới đến từ cà phê nhân phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.